Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 13 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một thông tin mới liên quan tới các chương trình mua sắm vũ khí trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng đã lâu rồi, ít nhất kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine, các hợp đồng vũ khí với quốc tế đã gần như ngừng lại hoàn toàn. Việt Nam hầu như không ký thêm bất cứ đơn hàng nào khác, bao gồm các dự định như mua mới tiêm kích Su-30 cũng như tàu hộ vệ Gepard. Việc chuyển hướng sang vũ khí trang bị do phương Tây sản xuất cũng đặt ra rủi ro đáng kể trước mắt. Do đó, hầu như các hệ thống vũ khí quan trọng như tàu chiến, hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu, xe tăng, từ lâu chúng ta vẫn chủ yếu nhập từ Nga. Dù vậy, nhu cầu hiện đại hóa vũ khí trang bị là xu thế tất yếu khi mà gã hàng xóm bẩn tính ngay bên cạnh ta vẫn luôn nhăm nhe muốn độc chiếm Biển Đông giàu tài nguyên. Không thể chờ lâu hơn, Việt Nam có lẽ đã có các động thái quyết liệt hơn. Từ đêm qua, một số tờ báo của Ấn Độ đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ đặt hàng 3-5 khẩu đội tên lửa hành trình BrahMos, một thương vụ đánh dấu sự hợp tác quốc phòng ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia. Nguồn tin giấu tên nói với tờ The Business rằng, với mỗi khẩu đội bao gồm nhiều đạn tên lửa theo kèm, dự kiến sẽ có giá khoảng 125 triệu đô. Như vậy, thỏa thuận tiềm năng có thể nằm trong khoảng 375 đến 625 triệu đô tùy thuộc vào số lượng khẩu đội tên lửa mà Việt Nam dự định nhập khẩu. Nhìn chung, xét về quan điểm cá nhân, chúng tôi vẫn chưa thể lạc quan với thông tin từ báo chí Ấn Độ. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên BrahMos được đồn đoán về việc sẽ cung cấp cho Việt Nam, mà chắc là phải 2-3 lần rồi. Chúng tôi nhớ rằng, từ năm 2014, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố muốn cung cấp BrahMos cho Việt Nam và đều đặn các năm sau đó như 2017, 2019. Câu chuyện này lại tái diễn. Dù vậy, từ đó tới nay, chưa có hợp đồng nào diễn ra, có thể mọi mong muốn chỉ là một phía từ Ấn Độ hoặc Việt Nam vẫn đang cân nhắc kỹ cả mọi phương án. Gần đây, trên fanpage cá nhân của mình, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng chia sẻ về thương vụ mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 từ Nga. Việc nghiên cứu mua sắm loại máy bay này hóa ra đã diễn ra từ khoảng 10 năm trước. Các phi công của không quân ta đã sang Nga bay thử Yak-130 từ đầu thập niên 2010, nhưng mà mãi tới năm 2019 mới có hợp đồng đầu tiên. Như vậy, có thể thấy rằng việc mua sắm vũ khí không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Quá trình đánh giá, đàm phán có thể diễn ra trong suốt nhiều năm, không chỉ về giá cả mà cả về tính năng. Họ quảng cáo là một chuyện, quan trọng là những tuyên bố đó có thật không, có phù hợp với hiệu quả tác chiến của ta hay không, rồi thì vấn đề về chính trị chẳng hạn. Tương tự, xung quanh câu chuyện về BrahMos, chính báo chí Ấn Độ cũng từng tiết lộ rằng sự lừng khừng của chính trị gia nước này trong đường lối đối phó Trung Quốc đã khiến cho không chỉ thương vụ BrahMos mà các dự định cung cấp vũ khí hiện đại cho Việt Nam bị đình trệ kéo dài. Theo tờ The Economic của Ấn Độ, vào thập niên 90, New Delhi từng có ý định bán cho Hà Nội tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Prithvi, sau này là cả tên lửa phòng không Akash, tiêm kích Tejas, nhưng đều không đi tới đâu. Họ phê phán giới chính trị gia thiếu nhất quán trong các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh cũng như gây sức ép đối với chính phủ Trung Quốc. Dĩ nhiên, về mặt quan điểm chính trị, chúng tôi cũng cho rằng nguyên nhân có thể không hẳn chỉ từ Ấn Độ mà có thể chính chúng ta cũng cân nhắc khi vấn đề căng thẳng biên giới Trung Ấn leo thang trong những năm qua. Vậy, động lực nào khiến Việt Nam quyết định lật lại vấn đề BrahMos vào thời điểm hiện tại? Theo quan điểm cá nhân của Việt Nam Defense các bạn nhé, không đại diện cho một tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Việt Nam, bởi lẽ cần biết rằng Việt Nam cũng chưa bao giờ về mặt chính thức và kể cả giấu tên, tuyên bố gì đó về mua sắm tên lửa BrahMos. Có vài lý do chính như sau. Một là về tính thời điểm, với việc chúng ta tạm thời đình chỉ các thương vụ vũ khí với Nga liên quan tới vấn đề phương thức thanh toán quốc tế, Ấn Độ là một phương án dự phòng phù hợp nhất. Bởi lẽ, công nghiệp quốc phòng Ấn Độ có sự liên kết chặt chẽ với Nga, không chỉ BrahMos. Họ cũng tham gia vào chuỗi cung ứng, phụ tùng linh kiện, nhiều hệ vũ khí do Nga sản xuất, bao gồm cả tiêm kích Su-30, xe tăng T-90. Do đó, Ấn Độ có sự tương đồng nhất định đối với việc đảm bảo vũ khí trang bị hệ Nga, cũng như cung cấp các tổ hợp vũ khí kiểu Nga cho Việt Nam. Việc tiếp nhận và sử dụng chúng hầu như sẽ không gặp vấn đề nào quá khó khăn. Hai là, về lý do phù hợp nhất, các động thái ở Biển Đông trong những năm qua của Trung Quốc là cái cớ không thể tốt hơn với chính Việt Nam. Cần nhớ lại rằng, thương vụ BrahMos được đề cập với Việt Nam từ năm 2014 cũng ở trong giai đoạn hết sức căng thẳng tại Biển Đông. Và bây giờ, việc tình hình Biển Đông dậy sóng, một lần nữa BrahMos lại được đưa ra, có những nét tương đồng về mặt bối cảnh. Chúng tôi mạnh dạn dự đoán rằng việc lên kế hoạch mua sắm nghiêm túc BrahMos từ Ấn Độ cũng là đòn cảnh cáo ngầm của Việt Nam đối với những tham vọng bá quyền ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Về câu hỏi, thực ra chính chúng tôi cũng đang băn khoăn, đó là việc Việt Nam đã sở hữu loại tên lửa tương đương BrahMos cũng như phát triển thành công tên lửa hành trình nội địa
thì sao còn đặt vấn đề này ra? Đúng là, về mặt lịch sử, thực ra tên lửa Brahmos là dự án lấy thiết kế nền tảng từ tên lửa hành trình P-800 Yakon để cải tiến với sự hỗ trợ từ Liên bang Nga. Nhìn ngoại hình của Brahmos và Yakon, các bạn có thấy một sự rõ ràng rằng chúng giống nhau hay không? Mà trong khi đó, Việt Nam đã nhập khẩu hai tiểu đoàn tên lửa bờ K-300P Baxing P trang bị tên lửa P-800 Yakon do Nga sản xuất, có tham số tương đương Brahmos. Đây là một trong những lý do mà chúng tôi hay sử dụng để lý giải về việc Brahmos vẫn mãi chỉ là câu chuyện trên giấy. Nếu so với VCM-01, Brahmos có tính năng vượt trội về mặt tốc độ hành trình siêu âm so với tên lửa hành trình cận âm và kinh nghiệm phát triển. Nhưng so với Yakon, chúng đều là tên lửa hành trình siêu âm, Brahmos có bay nhanh hơn một chút mà thôi. Vậy, điều gì khiến Việt Nam có thể tiến bước tới một thương vụ tiềm năng? Có lẽ, vấn đề mấu chốt liên quan tới việc hiện đại hóa trang bị tên lửa bờ. Việt Nam hiện có 5 lữ đoàn tên lửa bờ, trong đó lữ đoàn 679 được trang bị tên lửa bờ 4K44 Redoute thời Liên Xô, lữ đoàn 680 được trang bị tên lửa bờ 4K51 Rupert thời Liên Xô, hai lữ đoàn 681 và 682 trang bị tên lửa bờ K300P Baxing P và lữ đoàn 685 trang bị tổ hợp rocket Ichta và Akula của Israel. Có thể thấy hai lữ đoàn 679 và 680 sử dụng các trang bị cũ hơn. Do đó, việc mua Brahmos có thể liên quan tới việc hiện đại hóa, mở rộng binh chủng tên lửa bờ. Trước đây, chúng ta có thể lạc quan đặt vấn đề mua thêm K300P, vốn đã có thời gian khai thác đủ lâu về mặt kinh nghiệm, cũng như công tác hậu cần, bảo đảm vật tư thay thế. Nhưng bây giờ, chúng ta có ý định mua sắm thêm K300P chẳng hạn, thì lại gặp khó từ hướng nguồn trang bị của Nga. Do đó, Brahmos một lần nữa được đặt lên bàn đàm phán. Đó cũng có thể là một lý do. Bởi nhìn từ các lần Brahmos được đề cập, đây cũng là lần đầu tiên tiềm năng mua sắm bắt đầu tính toán tới số lượng và chi phí tiền nong. Các lần trước, hầu như hai bên chỉ nói rất chung chung, coi như đây cũng là một bước tiến. Tất nhiên, phải lưu ý rõ ràng, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ đàm phán vào lúc này. Còn từ đàm phán tới chốt cứng hợp đồng, có thể sẽ phải tiếp tục phải chờ đợi thêm. Mặc dù đã nói nhiều lần, nhưng chúng tôi cũng xin phép chia sẻ lại thông tin về hệ thống tên lửa hành trình siêu âm tầm trung Brahmos. Dự án là kết quả liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ với Cục Thiết kế Tên lửa MPO Masinoy Enya của Liên bang Nga. Brahmos Aerospace ra đời vào ngày 12 tháng 2 năm 1998 với cổ phần ủy quyền là 250 triệu đô, Ấn Độ nắm giữ 50,5% cổ phần, còn Nga nắm 49,5% cổ phần. Như vậy, mọi đơn hàng liên quan tới Brahmos đều chịu sự chi phối từ cả Nga và Ấn Độ, bao gồm việc cấp quyền xuất khẩu. Hay nói một cách đơn giản hơn, ai mua Brahmos đều phải nhận sự phê chuẩn từ Nga và ngược lại. Thực ra, việc này khá dễ dàng khi mà ngay cả một quốc gia thân Mỹ như Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhập khẩu Brahmos. Do đó, với vị trí của Việt Nam, hầu như auto đã được phê duyệt ngay từ đầu, ngay từ khi dự án còn đang trên giấy. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2001, tên lửa hành trình Brahmos đã bắn thử thành công tại thao trường thử nghiệm tích hợp Chandipur từ bệ phóng mặt đất. Như vậy, chỉ không đầy 3 năm, nguyên mẫu Brahmos đã ra trường bắn một tốc độ khá nhanh với một hệ thống vũ khí siêu âm cực kỳ phức tạp có tầm bắn tới vài trăm cây. Có được tốc độ cao như vậy liên quan tới việc phía Nga đã cho phép Ấn Độ sử dụng thiết kế cải tiến từ tên lửa P-800 Yakon để phát triển Brahmos. Đáng chú ý, phiên bản gốc, phiên bản đầu tiên của Brahmos cũng là tên lửa bờ. Như đã từng nói về dự án VCM-01, phát triển tổ hợp tên lửa bờ là cách thức dễ nhất khi tích hợp hệ thống tên lửa hành trình mới vào trang bị chiến đấu của Hải quân. Việc tích hợp lên tàu trên mặt nước, tàu ngầm hay máy bay đều phải có thời gian sửa đổi, thử nghiệm phức tạp hơn. Đó là lý do VCM-01 cũng đi theo con đường tên lửa bờ trước. Với Brahmos, phải tới 7 năm sau, tháng 3 năm 2008, tàu khu trục cải tiến INS Raiput mấy lần đầu tiên bắn thử nghiệm tên lửa Brahmos. Với phiên bản phóng từ tàu ngầm, ngày 20 tháng 3 năm 2013, tên lửa Brahmos mới thực hiện lần phóng đầu tiên từ bệ phóng cố định đặt dưới mặt nước để đánh giá độ tin cậy của hệ thống. Tên lửa được phóng từ độ sâu 40-50m. Trong khi đó, việc trang bị trên tàu ngầm vẫn chưa chính thức diễn ra vì còn liên quan tới việc chế tạo nền tảng mang phóng. Với phiên bản phóng từ tiêm kích Sukhoi Su-30, việc nghiên cứu đã diễn ra từ khá sớm, ít nhất là từ trước năm 2008. Nhưng mãi tới tháng 12 năm 2012, Su-30 MKI sửa đổi mới tiến hành lần phóng thử đầu tiên Brahmos trên không. Đến nay, công việc nghiên cứu hoàn thiện các phiên bản Brahmos vẫn đang tiếp diễn sau hơn 20 năm hợp tác với Nga. Về mặt tham số, Brahmos là tên lửa hành trình chống tàu mặt nước, có trọng lượng lên tới 3 tấn với phiên bản trên bờ và trên hạ, và 2,5 tấn với phiên bản trên không, dài 8,4 mét, đường kính thân 600 ly, trang bị đầu đạn nặng 200-300 cân thuốc nổ.
Với phiên bản nội địa, Brahmos được cho là đạt tầm bán khoảng 500 cây, trong khi phiên bản xuất khẩu cắt giảm xuống mức 290 cây. Việc được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm mà Nga giữ bản quyền thiết kế sản xuất, tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa Mach 3, tức là gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ cao của Brahmos có khả năng mang lại đặc tính xuyên phá mục tiêu tốt hơn so với các tên lửa hành trình cận âm. Ví dụ như so với tên lửa Tomahawk, Brahmos nặng gấp đôi, bay nhanh gấp gần 4 lần, tạo ra động năng gấp 32 lần, mặc dù nó chỉ mang 3/5 tải trọng và một phần nhỏ tầm bắn. Tốc độ Mach 2,8 đến 3 lần vận tốc âm thanh có nghĩa là nó ít có khả năng bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Hầu như các hệ thống phòng thủ tên lửa trên hạm hiện nay chưa trải qua thực chiến với tên lửa hành trình siêu âm. Đáng chú ý, dù là tên lửa chống hạm, nhưng Brahmos cũng có chức năng của một tên lửa hành trình tối đất, có thể phóng ở vị trí thẳng đứng hoặc nghiêng, có khả năng bao quát các mục tiêu đường chân trời ở góc phương vị 360 độ. Thực tế, phiên bản này đã được đưa vào trang bị trong 3 trung đoàn tên lửa lục quân thuộc biên chế 3 sư đoàn pháo binh 40, 41 và 42 của lục quân Ấn Độ. Các đơn vị này đều tập trung trên hướng biên giới tranh chấp với Trung Quốc và Pakistan. Mặc dù chưa bao giờ trải qua thực chiến, nhưng một sự cố phóng nhầm vào ngày 9 tháng 3 năm 2022 đã cho thấy tên lửa Brahmos thực sự hiệu quả, ít nhất là trong nhiệm vụ tấn công đối đất. Vào ngày 9 tháng 3 năm ngoái, chính quyền Pakistan đã nổi trận lôi đình trước thông tin tên lửa hành trình Brahmos rơi trên lãnh thổ quốc gia này. Phía Ấn Độ sau đó thừa nhận đây là do trục trặc kỹ thuật chứ không cố ý. Không biết là phóng nhầm hay phóng lỗi, nhưng tên lửa Brahmos từ hành trình ban đầu đã di chuyển về phía lãnh thổ Pakistan rồi đâm xuống gần thành phố Mian Chanu của tỉnh Punjab, may là không gây thương vong. Theo tờ The Print, chỉ tới khi tên lửa hạ cánh xuống mặt đất, Pakistan mới phát hiện ra vụ bắn nhầm. Các hệ thống phòng không của quốc gia này đã không nhận diện được sự có mặt của tên lửa khi đi vào lãnh thổ. Đáng quan tâm, hệ thống phòng không của Pakistan được xây dựng trên cơ sở các hệ thống radar cảnh giới hiện đại của Mỹ, Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp, cũng như hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm loại HQ-9 có tầm bắn hơn 100 cây. Mặc dù là một sự cố không đáng có, nhưng đây là minh chứng cho thấy Brahmos có hiệu quả nhất định của nó. Phải chăng đây cũng là một lý do khiến chúng ta đi tới những quyết định sau cùng? Để chắc chắn nhất, xem ra cần có thêm các tuyên bố cụ thể hơn hoặc thông báo chính thức từ chính phủ Ấn Độ, chuyển từ có thể, có lẽ sang chắc chắn ký hợp đồng thì mới vỗ tay được.